Thưa quý vị, cho vay với thủ tục nhanh chóng, không cần thế chấp, thời gian nhận tiền chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Đây là những chiêu trò được các tổ chức cho vay tín dụng đen thường sử dụng khi lôi kéo khách hàng trong thời gian qua. Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Đây là thời điểm thuận lợi để các tổ chức này ráo riết hoạt động cho vay khi người dân, đặc biệt là lao động tự do gặp nhiều khó khăn, cần tiền để trang trải cuộc sống. Ngoài ý thức của người dân cảnh giác cao với hình thức cho vay này, vốn chính sách hay là sự hỗ trợ từ phía ngành chức năng là hết sức cần thiết nhằm giúp họ tránh rơi vào bẫy của tín dụng đen. Là lao động tự do và công nhân khu công nghiệp, đã nhiều ngày nay, vợ chồng chị Đỗ Thị Nở phải ở tại phòng trọ thuộc khu phố Suối Đá, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài do ảnh hưởng của dịch bệnh. Không có thu nhập, tiền thuê trọ, sinh hoạt phí của cả gia đình ba người đều phụ thuộc vào số tiền ít ỏi tích góp từ lâu nay. Tham gia mạng xã hội vào lúc rảnh rỗi, đây là những lúc các đối tượng cho vay tiếp cận với anh chị bằng hình thức gửi app, nhắn tin mời gọi vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản. Tuy nhiên, những thông tin cảnh báo từ truyền thông cũng như bản thân tự tìm hiểu về điều kiện ràng buộc đã giúp vợ chồng chị Nở đứng vững trước những chiêu trò lôi kéo của các tổ chức tín dụng đen. Dịch này em ở nhà công ty cho nghỉ thì cũng khó khăn. Nhưng mà lướt Facebook thì cũng thấy cho vay tiền đồ này kia. Nhưng mà vợ chồng em cũng cố gắng ăn con ghém đầu lại, cũng không thể nào vay cái tiền ở trên mạng hoặc là Facebook này được. Tại vì em biết ví dụ mình vay ít thì mình sẽ trả lãi đồ nhiều hơn. Lại cao lắm, em vay chẳng hạn như mình vay 5 triệu đi, rồi chuyển cho mình 3 triệu rưỡi thôi. Mà trong vòng thực tế trong vòng là 5-6 ngày mình phải trả lại cho đó đủ 5 triệu. Mình phải trả lại cho nó, nên lại cáo. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra được những chiêu trò của các tổ chức tín dụng đen sử dụng để lôi kéo khách hàng. Trên thực tế, đã có không ít vụ việc đau lòng gây ra nhiều hệ lụy cho chính người vay và tác động tiêu cực đến xã hội. Nhiều người dính vô khổ sở bị nó đòi nặng lãi rồi bắt cóc rồi đánh đập đủ kiểu, rất là nguy hiểm. Một ngày thí dụ như tính 1.000 thì nhiều ngày sẽ nhồi lên ở lãi mẹ rồi đẻ lãi con, rồi rút cùng rồi đóng tiền lời nhiều hơn tiền vốn nhưng mà vẫn gốc vẫn chưa trả được. Khi dịch xảy ra, chị Thạch Thị Tranh Tha ở ấp Cần Dực, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh cũng gặp nhiều khó khăn khi phải ngừng đi tiếp thị bán hàng, công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho gia đình từ lâu nay. Với việc được vay 100 triệu đồng từ Quỹ Tín dụng Nhân dân Lộc Ninh, ngoài đầu tư, nâng cao năng suất cây điều, việc phát triển thêm chăn nuôi, trồng rau đã giúp chị chủ động nguồn thực phẩm. Qua đó, giúp chị yên tâm khi ở nhà, đồng thời đứng vững trước những lời chào mời từ phía các tổ chức tín dụng đen. Nó gửi app lên điện thoại, nó gọi điện này kia rồi và em không có tin tưởng mấy. Nên là em chỉ biết bên tín dụng bên mình nó có nguồn gốc này kia thì bên tụi em không có lo, không có sợ. Nên là tụi em vay bên tín dụng. Có thể nhiều người nhận ra được hậu quả do tín dụng đen gây ra. Tuy nhiên trên thực tế, số người tiếp cận với nguồn vốn không chính thống này không ít và hiện vẫn chưa thống kê được. Khách hàng bị đe dọa, nhục mạ, kể cả hành hung khi không trả được lãi vay, chưa kể đến vốn gốc. Nhiều vụ việc chỉ được phát hiện khi có sự vào cuộc, xử lý của ngành chức năng. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, hơn ai hết, người dân cần tự ý thức, hết sức cẩn trọng khi lựa chọn hình thức tiếp cận vốn vay, tránh hậu quả đáng tiếc cho mình sa vào bẫy của những tổ chức tín dụng đen.